Thì bo là bao nhiêu? Bo là 46 anh. À, bo red 46 triệu. Còn mấy cái nội công thì là thêm bao nhiêu tiền nữa? Xe này em remap rồi thì remap tầm khoảng 24 anh. Ờ, lọc từ fan. Fan đâu với phim xíu fan. Ô mà cái này cũng thấp rồi chứ, anh thấy cũng thấp á chứ. Đúng rồi anh, tại vì cái đời của em á nó khác cái đời mới là do là nè anh quay cái góc này anh nhìn nè, tại vì cái đời này á nó được cái là cái đầu nó chúi xuống. À. Nó cao lên, còn đời mới thì nó làm theo kiểu hơi hiền á. À. Là từ đời mà 26 đi á là nó ngang ngang á. À rồi, anh hiểu rồi. Đẩy xuống hay lật xuống gì đó. Đó lên. Trời ơi, chủ xe không biết, Vinh biết các bạn. Hạ kính xuống đi anh, hạ kính xuống đi. Xích bèo đây, nó kêu mấy triệu. Hôm nó kêu nắp cabo chưa. Ồ hả? Chưa đóng hả? Chưa chắc. Chúng ta đang đánh bóng mà. Hello các bạn, bây giờ Vinh đang quay vlog với Tâm Nguyễn đây. Thì Tâm Nguyễn đang dọn con mẹt E250. Hôm nay nhấc lên lại đóng lại thử coi. Nó có cái lẫy. Cái lẫy nó chưa vô hả? Em thử kéo cái đó rồi ấy nè coi nó còn báo không? Nhà xếp bè vô đỡ đi. Ừ. Đây nhỉnh. Kéo qua giùm anh đi. Đó, Tâm Nguyễn bây giờ chơi mẹt rồi. Mẹt đó giờ rồi anh. Ừ. Giờ mới chơi, giờ mới độ. Bây giờ mới độ thôi. Con cũ đi là con gì? E200 đúng không? E250 giống con này mà. Đâu, con cũ là cái gì? Thì những con E250 mà anh. Ủa gì hả? Ủa cái con xưa là xe gì? Thì E250. Ủa vẫn là con này luôn? Ờ, những con này thì giờ. À. Hay người ta, bây giờ mới biết hàng gì, thấy cái lô, thấy cái đồng hồ là mới quen. Thì xe em vô cái gì rồi, nói cho các bạn biết rồi. Xe em nhà làm là coi như là full cơ bản, có một chiếc xe mà đỏ như là mâm, bô, body, lip. Thì con em làm full đen thì bây giờ chưa xong, bây giờ đang đợi đánh bát, đánh bóng rồi này kia. Ừ. Giờ chắc cỡ chiều nay hoặc là mai là cho xe. Bô là đang đi bô hiệu gì, red đúng không? Bô red anh. Đây, Red đã có cái cục cảm ứng đây nè. Giờ em đang là on rồi đó. Đó, giờ em off rồi nè. Rồi, on đi. Cái một cam này là auto, chạy lên tua cao nó sẽ tự phát bô ra. À, còn chạy thấp thì nó gì, còn này là auto là mở hoài phải không? Đó là bô. Rồi, ok, hiểu rồi. Rồi, cho máy nó warm up xíu đi, rồi dậm. Cho nó nóng xíu đi, cho dậm. Chưa nghe phải không? Xe em remap rồi. Mạnh quá. Dính ghế nha. Đó, cái nắp capo nó còn chưa vô cái lẫy hay sao á. Báo báo hoài. Đúng rồi. Em ơi các bạn ha. Quá đã luôn. Trời ngon. Có bắp có đồ như ai đó bạn. Cái này hồng ga lẫy nó mới nghe tiếng. Trả số lẫy phải không? Bên trả cái bên cái bên đồ ship là nó bắt file lại. Đã rồi. Mình kiếm cho nào quay tổng thể luôn. Quay sơ sơ tại vì bây giờ nãy bạn thấy không, anh em đang đánh bát á, thành thử là hồi nãy Vinh tới thì Vinh nói Vinh quay phim thì anh em nói là thôi chịu khó đợi xíu để rửa, nhưng mà thôi đụng nó là ngồi luôn nhíu chứ. Đã chứ. Thì bo là bao nhiêu? Bo là 46 anh. À, bo red 46 triệu. Còn mấy cái nội công thì là thêm bao nhiêu tiền nữa?
Xe này em remap rồi, thì remap tầm khoảng 24 anh. Ờ, lọc gió thì nọ là chưa đúng không? À đúng rồi, lọc gió chưa. Xe em làm sơ sơ đi phố à. Ừ. Ơi, chạy lên khu trên kia đi, đây nó chật. Kiếm cái khu trên kia đi. Ờ, nội thất thì cũng giống như cái xe cũ của Tâm thôi, khác gì đâu. Chỉnh ghế điện nè, đẩy nè, lùi nè, đó, lên nè, lưng nè, lưng gập lên xuống nè, đầu nè. Nó giống như mấy con mệt khác thôi. Mà được cái dàn máy lạnh thì nó ngon nè. Lên không có nghe mùi khó chịu. Đời này đời bao nhiêu Tâm, mệt này là đời bao nhiêu? 215 anh. Ồ, 215 là cũng cao quá chứ. Nó này không có chỗ rồi. Ừ, đây không có chỗ, à đi thẳng bên kia kìa Tâm, đi thẳng bên kia coi. Đây là báo ship ship line hay là gì? Nó báo cái nắp capo anh, chắc chưa đóng cửa. Không, cái này nè. Nó cái này nè, ship line đúng không? Gần kế đúng rồi. Ừ. Nó sẽ báo. Đó, quẹo nó đi, quẹo nó đi. Có nguyên bản nước trống nè. Có lý à. 215. Đó, đi, đây luôn đi. Ờ. Quay tổng cho anh em xem cái nội thất, à, cái ngoại thất nè, rồi clip để nó em lên sao qua cho anh em coi. Giờ nhiều xe mô tô, xe ô tô đó quay cho anh em coi lắm. Đồ, Tâm đánh lái nhuyễn không? Chạy Grab mấy năm rồi em? Chạy 3 năm tích góp được mua được này. À, quá là bình thường ha. Từ fan. Fan đâu với phim xíu fan. Trời ơi, Mâm nè. Mâm mà tên gì Tâm? FT101 thì phải. Đẹp quá. Mâm này là mấy? Mâm mấy anh? 19 hả? Mâm 19 nè. Bây giờ nó chưa có được đã mắt lắm đâu, tại vì bây giờ bên anh em vẫn còn đang làm ở ở xưởng á. Thành thử nó còn hơi bẩn bẩn xíu nhưng mà không sao. Nó dính mấy cái bụi đánh á. À. Heo này sơn lại phải không? Dạ đúng rồi, heo zin sơn lại anh. Đẹp ghê chưa? Rồi, lốp nè. 245 đến 40. Rim flat. Đó, Pirelli nha. Quá đẹp nè, clip nè. 29 triệu anh 4 cái. Ừ. Dễ sợ chưa? Dễ sợ chưa? Clip trước này đúng không Tâm? Cái này là cái clip độ. À dưới nữa đúng không? À dưới nữa. À. Sẽ gắn thêm lớp dưới đây mà. À, đã ha. Tại bây giờ. Ô mà cái này cũng thấp rồi chứ, anh thấy cũng thấp á chứ. Đúng rồi anh, tại vì cái đời của em á nó khác cái đời mới là do là nè anh quay cái góc này anh nhìn nè, tại vì cái đời này á được cái là cái đầu nó chúi xuống. À. Nó cao lên, còn đời mới thì nó làm theo kiểu hơi hiền á. À. Là từ đời mà 2016 đi á là nó ngang ngang á. À rồi, anh hiểu rồi. Nó khác gì xíu ha. Mà các bạn có thấy được cái chiều dài xe mà mấy con dòng E này á, nhìn nó sang lắm. Nhìn nó sang dễ sợ luôn á. Nè, các bạn thấy cái like cái nhấn này nè. Nó kéo xuống tới ngay cái gần nắp capo á, nhìn nó sang trọng. Ăn tiền. Thiết kế. Nhìn cái xe nó hồn lắm các bạn ơi. Từ fan. Cái phim xíu fan. Ồ, có cái ốp AMG này. Bồ này. Đẹp quá. Ồ, đến nhà anh thấy cái lông này gắn cái đẹp hơn. Ồ. Nó tới bên ngoài luôn rồi. Đúng rồi, nó ra luôn nè. Nó ra tới bên ngoài luôn rồi. Đẹp dễ sợ chưa? Thì mạc nó lúc nào nó cũng có một cái đẳng cấp riêng của nó mà, mãi mãi rồi. Cái xe zin này là nó nhìn nó đã xịn và sang rồi. Bây giờ mình độ nhẹ các bạn thấy chưa? Tâm mới vô mấy món ăn chơi. Mà chưa có clip nha. Nè các bạn nhìn nè. Là bây giờ hôm nay đó. Anh thấy nó đợi á. Đó thấy chưa? Đẹp quá. Anh thấy mấy cái rôm, viền rôm nè là nay gió dán màu đen hết. Ừ. Cái tay nắm cửa anh cũng mới gỡ cái rôm nha. Full đen ha. Cái này mà đánh bóng lên cái nữa ha. Trời bóng ơi. Bóng lắm. Nè em dán phim tốt nghiệp như này nè. Ừ. Luma. Cái này là tin đó. Tin này tin nặng nha, các bạn nhìn ở trong không thấy gì luôn nè. Tên này nặng rồi. Nè, em
dán cái logo, nói chung là đen hết. Con này là làm full lắc quá. Thấy cái clip sao vô đẹp không? Đẹp đấy, mới nói với bạn xong nhìn nó mất tiền đẹp quá. Này đánh lại chắc cũng phải mất ngày ha. Không, hôm nay là xong rồi. Đó, mở nó kéo cái mắt nắp cái bô lên, quay cái máy cho anh em coi nè. Đây, ở đây nó có cái cần nè các bạn. Đó, thấy không? Thấy chưa? Giật lên, đúng rồi. Rồi. Em gạt cái lẫy dưới ra mình. Lên là tự gạt. Tôi gạt cái lẫy ở giữa ra nữa. Nó. Đây nè, lẫy này xuống. Đẩy xuống hay lật xuống gì đó. Đó, lên. Trời ơi, chủ xe không biết, Vinh biết các bạn. Đó, rồi. Đây. Giờ quá. hôm nay bụi quá bạn ơi. Đây nè. Các bạn coi tụt bô nè. Ôi chà. Đã. Đó. Đây là cái đường ống mà nó sẽ vô. Đây nè, tôi zoom cho các bạn coi. Đó. Lượm tiền. Đã quá. Nhìn nó thể thao đó. Cái nắp này có làm carbon được á. Nắp là carbon được nè. 5 triệu anh. 5 triệu hả? Đây là Intech nè các bạn. Đó. Trời ơi. Đây, IC nè. Trời. Này mà mốt tâm lên nữa, phải gắn đồ mấy cái này bên trong mà nhìn mở lên cái nhìn chó đỉ ha. Hết tiền rồi. Hết tiền, chủ xe hết tiền rồi. Tiền. Dữ lắm rồi, quá dữ rồi. Rồi dập xuống. Nhẹ thôi. Rồi. Đó, bây giờ thì nó mới sát nè. Hồi lúc nãy ở xưởng anh em đang kéo lên để đánh á, cho nên nó bị hở, nó báo bên trong á. Má cái mâm mình nhìn mừng ưng ghê. Logo là carbon luôn. 305 Ford Grey. Rear Performance Wheel. Má. Quá đã anh em ơi. Quá. Đó, tổng thể con xe thì các bạn thấy là nếu mà người nào không có coi xe ô tô thì có thể là không biết. Sẽ không biết là chủ xe đã vào mâm sơn heo và thay những cái tay này. Thì nhưng mà mình soi vào thì mình thấy được vô cũng nhiều đồ à. Vô bô, vô này nọ nhiều lắm. Đã quá. Em thích nhất là cái dãy đèn của mẹt. Lúc nào nó cũng mang cho mình cái cảm giác mất tiền hết. Mẹ thấy chưa? Rất là xịn. Nè đứng đây là thấy rồi nè. Giống mấy chiếc qua body quá. Nhưng mà nhìn nó vẫn rất là tinh tế, không có bị lố. Đấy thôi, cái đầu chú xuống rồi. Nhìn nó cũng rất là tinh tế. Đẹp quá. Đang thích nhất là cái mũi. Làm logo với cái mũi đen hết. Nó body Samba. Body top one. Hay quá ha. Ủa mà ở đây có làm mấy xe Nhật không hay là body gì cũng có làm anh. Này làm handmade mà. Hay quá. Mốt có tiền đi qua đây làm ha. Ủa cái này là làm body chưa? Body đó anh. À. Nguyên cái này là body hết nè. Oh my. Hàng gì anh thấy nó cứ nhô ra. Nè, nó khác gì, nó là cái body ở Samba là nó nhô phần này nó có fender. À đúng rồi nè các bạn. Nếu mà đúng ở Samba đây nó sẽ để là V8 B2. Đúng rồi, chính xác. Đây. Mà bữa em tính kia anh Bách dán, anh Bách nói thôi xe mình không có để nó nhìn nó phát lắm. Nhìn nó chống đúng không? Đẹp quá, cái line đẹp quá nè. Đó, anh em nào mà mê ô tô là sẽ thấy những cái đường nét này là số 1. Rồi, lên lái thử coi. Quay. Bây giờ bên sẽ trải nghiệm nha. Họ lên mình lên chạy về luôn á. Cái mùi nó có giống xe cũ của thằng Tâm nữa. Thì mùi xe cũ, xe này xe cũ em mà anh. Ủa vậy hả? Ừ. Đang on board quá. Vẫn là cái cảm giác
vô lăng đó mấy bạn, không khác cái gì hết. Vô lăng giống sàn kia lên. Không, mỗi cái nó có cảm giác khác. Mình đâu so được ha. Đúng rồi. Mà góc lái BM hơi khỏi nói rồi. Nhưng mà thật sự sau lưng mình có con Civic đúng không? Đúng rồi, sau lưng mình có con Civic cũng thịnh anh. Nó quẹo hả? Có xe. Đó, các bạn thấy không? Anh Vinh là chưa có bằng lái mà anh đã chạy cứng lắm rồi. Giờ anh khi nào anh thi bằng lái vậy? Tháng 4 mới có lận. Nè các bạn thấy không? Cái chỗ mình làm nè, yêu xe hơi buộc sớm nè. Đó. Nếu mình quẹo ra là hết rồi phải không? Ừ, ra ngoài chạy thử đi. Giờ mình sẽ ra ngoài mình dậm thử nha. Hồi kỳ mà Vinh lái xe Tâm lần đầu tiên là cách đây chắc cũng tròn năm đó, mình còn làm mình quận 2 các bạn. Đó mình còn làm đường 2 rồi. Như là cái lần đúng rồi, lần đó đúng không? 2 đó chụp hình. Cũng chưa review xe mấy. Nó xe có gì đâu review. Nó có em hay anh thả em đây đi, anh chạy đó, anh chạy thử cái bô đi, em quay ngoài cho các bạn nghe tiếng bô như sao, nhiều khi trong cái nội thất ở đây thì nó lại cách âm quá. Đó anh thấy không, mấy cái lợi hại của phim ít nhiệt nữa, ở ngoài nhìn vô không thấy mà ở trong nhìn ra là rõ. Chính xác. Bởi vì nãy anh Vinh có hỏi là nó đang sao tối sao thấy vẫn bình thường, có cái nó sẽ nó không chung bằng thôi đúng không, nó không bằng nhưng mà vẫn thôi. Thấy khi nào mình mới vào cái chế độ B đồ xếp được. Chế độ gì anh? Chế độ lẫy tay á. Lẫy tay thì anh cứ lẫy thôi. Anh về anh cứ lẫy ở về anh mờ nè, anh chỉ nó có 3 chế độ mod chạy đây nè. Đó. Anh thấy mờ chưa? Chưa đó, mờ đó. À mờ rồi phải không? Anh về số 2 đi. Về số 1 đi bắt đầu chạy. Đây là số 3 hả? Đang số 2 anh. Đó, số 1 đó. Nhưng mà ví dụ như bây giờ mình mà dậm á, nó tới vòng tua rồi nó tự qua luôn. Mày nó tự qua luôn. Phai nghe ghê hả? Hồn ghê ha. Quá đã bạn. Thì bây giờ xe Tâm cũng nôn lắm á. Tâm cũng nôn lắm á. Nói là bây giờ hả, mình cũng muốn review lắm nhưng mà bây giờ nó cũng chưa hoàn hảo. Rồi hai anh em đi cà phê sáng giờ nó cũng chịu hết nổi rồi chạy qua luôn. Chắc nếu mà muốn hoàn chỉnh ra để anh em một hai bữa nữa nè. Đó sẽ quay cho Tâm một clip buổi tối ha. Tối cho bầu xịn bên sala khúc mà cho chụp hình á. Em khoái mà full đen là chỉ còn vậy thôi. Chết rồi. Anh thả em đây đi, thả qua góc này thả anh quay đầu lại anh chạy đi. Trời ơi. Dễ sợ. Thì các bạn thấy xe ô tô mà nó độ lại lên một cái giá tiền nó khác hoàn toàn. Không nhưng mà theo em cảm nhận nó lại rẻ hơn ô tô nha anh. Bô full tính ra này có 40 mấy triệu bô ở lúc còn cá mập bô full nó tới 60 luôn anh. Gì hả? Nhưng mà mâm thì sao? Mâm thì 40-50. Mà đằng kia có 2 bánh, có 2 mâm, ở đây tới 4 mâm, 4 mâm có 40 với nhiêu. Đây được không ta? Đủ không? Đủ rồi. Anh thích thì anh chạy anh trên cũng được. Anh đậu em bỏ em đây đi, anh chạy nha. Không em đấu lại em đó. Thì anh vòng đằng nào anh cũng vòng xuống đây mà, anh thả em đây đi. Rồi ok. Thả em đây đi, đằng nào anh cũng vòng đây mà. Ở đây có gì dù đi. Mày tới chút anh tưởng bỏ mua tưởng bánh mì vậy. Cho điện thoại cho thêm. Ok. Hạ kính xuống đi anh, hạ kính xuống đi. Nghe ở ngoài nghe cũng hơi ấm nha các bạn.
khúc mà thông số nghe bắt phai phê thiệt. Anh Vinh là anh chạy cứng lắm rồi. Sao anh? Bây giờ anh xuống dưới anh chạy đang vắng rồi, chạy anh tới đây là đón em luôn. Anh tắt máy gì vậy? Hả? Anh tắt máy gì vậy? Ủa đâu, anh đâu tắt đâu? Ủa sao tắt ta? Hay là do anh dậm thắng sâu quá? Đúng rồi, anh để anh nợ anh dậm thắng sâu quá, nó tự tắt. À đúng rồi, ok. Rồi anh xuống okay. D đi. Đúng rồi, dậm thắng sâu quá là tắt đúng không? Máy còn nhận xem full đen ở ngoài nhìn xa đẹp ghê. Ngoài lúc mà anh thòng số nó phải nghe sướng lắm. Sướng lắm, nhưng mà cái này là cái cảm nhận của Vinh nha. Mỗi cái nó có một cái đặc trưng khác nhau. Nhưng mà nếu mà nói về mà bô độ của những cái dòng xe mà nó cũng không phải là quá mắc á, thì thật sự Vinh thích cái tiếng của con mạc hơn. Cái tiếng của con Beam á, thật sự thì nó thể thao quá, cho nên nó sẽ hơi bị rác. Nó rác quá. Cái dàn bô của Kit đó nó mắc tiền, nó máy nó bự hơn, mà thật sự cái bô của nó nghe, nếu mà anh em nào thích mà phá luôn ồn luôn thì nó sẽ phù hợp hơn. Còn mà về cái âm thanh mà nó đỉ hơn á, nó thật sự tiếng mạc đó là xưa giờ rồi. Nhưng mà nếu mà so ra anh em mà chơi ăn thua á thì BM thôi chứ còn mà về âm thanh thì... nó mọi thứ nó tròn trịa về cái độ sang trọng thì mạc nó xíu. Nhưng mà nếu mà sau ra thì máy của Kit nó mạnh hơn đúng không? Rồi, cái mạnh hơn nhiều anh. Nhiều quá. Rồi, ok, mình vô. Ok, vô cho mấy anh làm đi ha nè. Ừ, đi. Anh em mình quay một xíu thôi. Bữa giờ mọi người cũng thắc mắc là Tâm đang đi ô tô gì rồi. Thì cũng giống như là một cái lời không vô luôn rồi, không cả luôn. Ừ. Thôi em vô đi, đụng quá, nguyên con là bọt. Đổ đây em. Thấy hơi ghê. Ok, nói luôn đi. Thôi phải không? Ừ, rồi. Nhìn được chưa? Được rồi. Phải không? Rồi, ok. Thì cảm ơn Tâm Nguyễn Vlog đã cho Vinh một cái cơ hội để chia sẻ. Ok, rồi khi nào mà xong thì Vinh với Tâm sẽ lên đồ, hôm nay mặc đồ á. Giờ quá, sáng giờ cà phê giờ quá. Sáng giờ cà phê giờ quá, thôi để sẽ tặng Tâm một clip quay buổi đêm. Đầu tư bay fly can những thứ luôn nha. Rồi, Tâm chào các bạn đi. Chào các bạn nha. Bye bye, các bạn nha. Ok.